ở trong phần phúc địa của mình đấy, làm phát là 750 đào này. Ngày hôm nay mình đã kiếm được khoảng gần 1.300 đào ở trong cái phần phúc địa. Tuy nhiên để làm được như mình chắc là phải cần một cái PC khỏe khỏe đấy. Để mà treo nhận được khoảng 1.300 đào đấy thì mình cũng đã phải treo đến khoảng 8 tiếng đồng hồ. Thì đêm ngày hôm qua có đá bóng Việt Nam với cả Iraq thì mình bắt đầu treo máy là từ 12:30 và bây giờ làm video clip cho anh em là khoảng 9 giờ sáng. Tổng cộng mình nhận được khoảng gần 1.400 đào. Thế thì ở trong cái phần chuột này cài đặt tự động như thế nào anh em? Đây, mình chọn đào tiên level 3 trở lên nha. Cái số lượt làm mới này nó chỉ có số lần nhất định thôi. Nên là nếu như mà để level 4, level 5 trở lên nó làm mới, ôi dồi ôi luôn, không tối ưu hóa được cái thể lực của mấy con chuột này. Tiếp theo nữa đó chính là cái tiên ngọc, thì level 5 trở lên là mình lấy thôi anh em. Bởi vì là tiên ngọc này sẽ giúp cho chúng ta có thêm lượng tài nguyên để đi càn quét khiêu chiến yêu vương. Hết tiên ngọc là cũng dở đấy anh em ạ. Và cái thứ ba mình lựa chọn đó chính là cái phù thiên diễn anh em nhé. Mình chơi phải né nhưng mà những cái thần thông cần thiết cho một phái né thì nó chưa ra. Nên là mình sẽ cần phải tích lũy lại, chờ đợi thật nhiều tí thì mình sẽ xả. Sau đó là mình lựa chọn cái thần thông cam mà có thể chọn được ấy, là mình chọn lấy cái mình cần nha. Mọi người hay thắc mắc ở những câu hỏi là không biết là càng nhiều chuột thì cái thể lực này nó có tăng lên hay không. Thế nhưng mà theo như mình thấy là nó đếch tăng lên đâu anh em ơi. Đây là cái trải nghiệm cá nhân của mình nha. Mặc dù là mình có 5 con chuột, tuy nhiên là mình thấy nó vẫn thế à. Mình thấy là nếu như muốn tăng được cái thể lực đấy lên ấy thì phải vào trong cái phần tiên hữu này này. Sau đó là mình nâng vào cái em hoa tưởng dung mình lên thì cái thể lực tiểu yêu ở trạng thái dồi dào trong phúc địa nó mới tăng lên anh em nhé. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ đi xả đào thôi anh em. 1.400 đào đây, cộng thêm với cả càn quét khiêu chiến yêu vương ở đây nữa, mình sẽ có khoảng gần 1.000 đào nữa cơ. Hôm nay thì cũng là thứ bảy rồi, cho nên trong phần bảng quần hùng này anh em nào mà chưa đạt được quà top 1 này thì anh em nhớ mua sẵn mấy cái vé này đi nhá. Đấy, để chúng ta là có thể tích sẵn vé tầm 40-50 vé. Thì 12 giờ ngày chủ nhật, tức là 00 giờ đấy, thì chúng ta hoàn toàn là có thể vào đây, nó reset lại mà, đánh cố lúc sớm đấy để có thể lên là top 1 ăn mấy phần quà kia luôn nha. À đây, cập nhật một chút cho anh em xem tình hình thi đấu PK ở server của mình nó có căng thẳng hay không anh em nhá. Hiện tại lịch chiến của mình là 6.456 vạn nha. Để mình check qua đây xem có những bạn nào này có phải cùng bang mình hay không đây. Ôi bang mình này, thế mà không đổi tên hai chữ cái đầu đi làm tí nữa thì nhầm. Ây, top 1 bang thì vẫn là Thiên Giáo. Mình thì bang top 2 5.900 này. Đánh thử luôn. Ây à, bạn này được đấy chứ. Có em Huyền Vũ làm đồng hành này anh em này. Rồi, bạn ấy cũng chơi né à. Một cạp. Ác quỷ 4.700 này. Cứ đánh những bạn lực chiến thấp rồi. Tí nữa cùng bạn nào mà lực chiến ngang ngang tầm thì để mình xem là PK có ăn lại được các bạn ấy không nha. Do thần thông của mình thì cũng hơi củi. Ây à, có hồi sinh này. Ai à, có đóng băng à. Ai ôi, thốn đấy. Uầy, đóng băng lâu nhỉ. Úi giời, úi giời, cũng đau đấy. Wow. À, bạn ác quỷ này thì có em tiểu long nữ. Thế thành ra là sau khi hồi sinh xong ấy, HP, lượng HP nó khoảng dưới 30% ấy. Sát thương giảm đi 35% mà. Ở đấy nhìn trâu bò hơn bao nhiêu ấy. Thiên này 5.700. Rồi, rồi luôn. À, bạn này chơi ong thì mình lại không sợ. Chơi ong thì cứ là ok đi. Ai à, các bạn thấy không? Em Thiên Giã Tinh này nhiều bạn hay chơi. Bởi vì là nó có cái nội tại máu dưới 30% lần đầu tiên ấy, thì nó sẽ hồi lại luôn 20%. Ui xồi, ngon lành đấy chứ. Wow. À, bạn này có thần thông ấy rồi, hồi sinh rồi. Thế cho nên là bảo sao bạn ấy không chơi đó chính là em Phù Tang. Tiếp theo là bạn nhỏ anh em ơi. Xem đánh được bạn này không. Úi à, úi à. Bạn này cũng đồng hành là Huyền Vũ này. Em Huyền Vũ này mà hồi máu được một phát là cũng thốn đấy chứ. Tiếp theo thì mình thấy có một bạn yêu lực là 7.001 vạn này. Bạn này thì chơi cái gì đây? Bạo kích, liên kích với cả né. Uầy, mỗi chỉ số nó chơi một tí. Mình đánh thử xem là có ăn được bạn đấy không nha. Wow, cũng có ứng long với cả ông già này. Nhưng mình né thì khá tốt. Ôi ôi, đánh không đánh trúng mình luôn kìa. Ôi à. À, có Phù Tang. À, có hồi sinh anh em ạ. Nhưng mà không sao, mình có đóng băng. Ui, thiếu đốt anh em ơi. Máy quá né được. Cố lên, hay quá. Anh em thấy không, có liễu đạo chân cái máu thấp nhưng mà không sợ mấy, né được phát là ok luôn. Tiếp tục này, có bạn Lucy này. Bạn này là chơi cái gì nhỉ? Yêu lực cũng ngang ngang cơ mình đấy. Bạo kích với cả liên kích à. Ui, liên kích của bạn ấy rất cao nha. Nhưng mà mình cứ đánh thử thế nào. Mình chơi kháng bạo thôi. Ồ, né được. Né được. Hay quá, hay quá. Cố lên, khi mình né được thì sẽ phát huy tối đa được cái công dụng của em Thủy Quan Đại Đế cũng như Liễu Đạo Chân. Thủy Quan Đại Đế giúp cho mình có nhiều công hơn, Liễu Đạo Chân thì giúp cho mình hồi máu. Rồi đóng băng thôi. Ui, kỳ lần nãy giờ đi đánh đấm mới thấy nó được đánh một phát, bởi vì là tỷ lệ nó chỉ 20% thôi mà.
Hay quá. Ôi, ôi. Tuyệt vời. Né được 2 phát, 3 phát, 4 phát. Úi dồi ôi. Được nhờ. Lật kèo quả ok đấy anh em ạ. Nói chung là build né thì khi mà đi PK, lực chiếm ngang tầm hoặc là hơn mình ấy, thì mình vẫn có thể là tự tin là đánh được. Nhưng mà trong cái phần dị thú xâm lược này thì mình hơi chán tí. Ồ, có một trang bị mới này. Lực chiến tăng lên là được, phần trăm giảm đi không quá nhiều là ok nha. Đi khiêu chiến yêu vương thử một tí xem nào. Hợp thể trung kỳ đây này. À này mình vẫn chưa qua được cái này. Thử xem này biết đâu lại qua được. Ui à. Ô mình quên mất, hình như em này nó có liên kích thì phải. Liên kích hoặc là phản công gì đó. Tí nữa mình sẽ ra chỉnh lại cái vật cưỡi một tí nha. Biết đâu là qua được đấy. Ok ạ. Ok. Ok. Gần được rồi. Gần qua được rồi anh em ơi. Em này không nhầm là có liên kích anh em ạ. Thế thì mình sẽ phải kháng cái liên kích này thôi. Hiếu chiến. Hiếu chiến yêu vương. Trời ơi. Đúng không nhỉ? Đấy. Đúng không? Không thấy nó nổ ở trên này. Thành ra là mình cũng hơi khó nhìn. Nhưng mà hình như là đúng hơn đấy anh em ạ. Không thấy đánh liền tì tằng như lúc đầu nữa nha. May này. Mỗi tội là mình vẫn không né được anh em ơi. Rồi luôn. Vẫn thiếu một cái gì đó. Bực thực sự anh em ạ. Thôi thế rồi bỏ qua đi. Lúc nào chơi được thì chơi. Không thì lại căn quét ở trên này thôi. Nó không chơi nhau bao nhiêu đâu mà. Rồi. Ok la. Bây giờ thì mình lại tiếp tục xả 1400 nào nữa. Để xem ra được cái gì nhá. Ồ. Đây. Có một trang bị mới này. Đây là 11 vạn. Ha, cũng được. 195k điểm lực chiến, mỗi tội là phần trăm giảm đi hơi nhiều nha. Ồ, nhưng mà những cái chỉ số này thì perfect luôn anh em ơi. Bởi vì nó hơn tận 8 level mà. Các bỏ thật đấy. Nó cứ lấy thôi. Úi dồi ôi, vãi thích nhờ. Hôm nay toàn đồ lực chiến hơn nhưng mà cái phần trăm nó bị giảm đi anh em. Bực thực sự ạ. Nhưng cũng chả biết làm nào bởi vì cái thuộc tính cơ bản này nó cũng quan trọng này. Bây giờ mình nâng được lên công 144 vạn rồi. Thôi thì né mãi cũng phải trả lại sát thương chứ đúng không anh em. Nếu như mà không có cái chỉ số thuộc tính cơ bản đấy thì nó cũng ối rồi đấy. Bởi vì là mình chủ yếu đánh bằng ứng long mà. Thì 550% công của nhân vật chính mình là cũng được đấy chứ. Và tiếp tục một công việc tiếp theo anh em ơi. Là phải đổi tinh quái để có thể là đi dị thú xâm lược anh em nhé. Xem là ngày hôm nay được top mấy đây. 1,2 ức này. À, chắc được tầm 5 ức anh em ạ. À 6 ức chứ. Đấy. Bảng xếp hạng ngày xem nào. 5,6 ức. Top 15 thôi. Còn đánh như biết làm sao bây giờ. Nâng cấp lên nào. Một phát. Ủa, cái gì đấy. Lên. Level 110 anh em nhé. Nên là có tí phần trăm. Và sau khi dị thú xâm lược xong là mình phải đổi lại ngay. Không là đi PK là chết dở đấy. Không có phù tang, không có thủy quan đại đế, không có liễu đạo chân là úi dồi ôi luôn. Và hôm nay chắc anh em thấy mình không có xả bất kỳ cái vé tinh quái hay là cái gì cả. Vì mình đang tích cả vé tinh quái cũng như là tích luôn cả cái vé thần thông anh em nhé. Đây, tích hết. Ô, mai mới được một cái món ngon này. Linh bảo 1 sao, 258k để mình chiến. Ui, được đấy. Phần trăm lại còn tăng lên một tí nữa chứ. Ngon lành. Ủa ôi vãi, món này phần trăm bây giờ mới nhiều thế. Thôi kệ. Trời hết. Ồ, tăng lên đây. Ồ, được này. Vừa một món đồ giảm đi thì có món đồ tăng lên là cũng được. Đánh lại bên này xem nào. Ảo ma Canada thực sự. Rồi. Rồi luôn. Rồi luôn. Mà bạn đấy không hề có một dòng nào gọi là suy yếu linh thú nhá. Cạp. Dậy. Đấy. Băng phong này. Tầm này thì khả năng là mình lại đã ăn được. Bởi vì máu của mình còn nhiều. Ờ, đấy. Nhưng mà lúc nãy nó băng phong mà chuẩn chuẩn hơn tí là thôi. Đi luôn anh em ạ. À đây này. Mình thấy bạn này build cũng hay này. Bạn chân này này. À mặc dù là sở hữu ông già thôi. Level max 200. Nhưng mình thấy đánh cũng hay. Để mình thử đánh lại bạn ấy xem là lần này mình có thể là ăn được bạn ấy chưa nhá. Mấy lần trước thì bạn đấy khả năng liên kích các thứ bạo kích khá cao. Ồ bạn ấy là còn cầm cái quả vật cưỡi là kháng né nữa. Thành ra là mình không né được nhiều. Và cái đánh tay của bạn ấy thì rất là to nha các bạn. Rồi. Úi dồi. Úi dồi. Áo phết. Đấy anh em thấy không? Thốn phết đấy. Cái chỉ số phòng ngự của bạn ấy cao mà. Thế thành ra là mình đánh tay không được. Ủa, cái gì đây? 767k điểm lực chiến. Ủa, công tăng lên tận mười mấy đây. 19k luôn này anh em này. Ngon, thay luôn này. Trời ơi, từ sáng đến giờ mới được cái món trang bị xịn sáu con bò anh em ạ. Thế hôm nay anh em có thể nhìn thấy là bạn chân đấy, bạn chơi ong già ấy, thành ra là những cái chỉ số bạn ấy được cộng nhiều lên đấy. Thế cho nên là mình đánh bạn ấy có thấy thấm mấy đâu đúng không anh em? Chiu, ok, bạn này thì mình lại xơi được nha. Đó,
Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi series YouTube này của mình nha.